Chào buổi chiều cả nhà. Phương Thí mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phương Thí Cuộc Sống Mỹ. Thì cả nhà ơi, Phương Thí mới đi làm ra xong. Hiện giờ mình đang ở trong chợ Walmart đó các bạn, trong siêu thị Walmart. Chiều nay mình đi chợ đang chuẩn bị mua đồ về làm đồ ăn cơm nha. Cô chú, anh chị và các bạn cùng đi chợ với Phương Thí nha. Rồi để đi qua dàn rau cải trước nha. Cho Phương Thí mua một trái khóm các bạn ơi. Khóm này một trái là 2 đồng 8 sen. Nó còn xanh lè hả? Mà thôi lấy đại đi. Mua về chắc bữa hay bữa chắc nó chín à. Hồi nãy mình đi vô trong chợ đó các bạn, ở ngoài trời mưa dữ lắm, đậu xe đi vô mà ướt tóc hết. Ở trên đây đi ha. Mình cần mua thêm hành lá cho nên Phương Thí sẽ qua phía bên này. Mình sẽ lấy hai bó hành nha các bạn. Thôi ba bó luôn đi. Tại đi chợ ban đêm á. Tại thường mình không có đi chợ thường cho nên Phương Thí sẽ lấy ở đây là ba bó hành nha các bạn. Một bó là 88 sen. Chiều nay về chắc tính ăn gỏi cuốn đó các bạn, cho nên Phương Thí sẽ mua rau hơi nhiều ha. Mình lấy ở đây thêm một cái bắp cải nữa đi. Rau thì do là mùa đông đó các bạn cho nên không có rau nhiều, không có nhiều loại rau ha. Mùa hè thì ăn quá trời luôn, mùa đông thì không có. Với lại Phương Thí mua miếng hành nữa. Xin lỗi, gừng chứ không phải hành mà gừng. Tại nhà Phương Thí ăn gừng cũng hơi nhiều á, mỗi lần đi chợ thấy có gừng là Phương Thí sẽ mua. Gừng này nó đáng, người ta bán một thao là 3 đồng 58 sen nha các bạn. Rồi dưa leo mini. Dưa leo mini này á, một bọc như thế này không có để giá, không phải để giá đâu, Phương Thí mua hai bọc với các bạn ơi. Mình mua hai bọc ở đây ha. Với lại hai bụi cải salad đi. Lấy hai bụi cải salad đi các bạn ơi, tại mình ăn gỏi cuốn cần rau hơi nhiều, ở đây giờ chỉ có cải salad với lại dưa leo thôi. Bữa nay không có ngồi gí luôn vậy ta. Mình kéo qua đây coi thử có ngồi gí không. Rồi, không có ngồi gí luôn. Ê, có ngồi gí bên đây nè các bạn, hồi nãy Phương Thí không thấy. Nhưng mà sao ngồi gí này không thấy lộn luôn vậy trời. Mai còn được một lọn cuối cùng, chắc Phương Thí lấy lọn này luôn á. Con lọn cuối cùng luôn á các bạn. Cho nên mình sẽ lấy một lọn này luôn ha. Lấy cái bọc bỏ vô. Thường á, sao giờ làm Phương Thí thường ghé chợ giống như sắp quầy, không thôi Avason, mấy cái chợ nhỏ nhỏ các bạn thì người ta ít người đi hơn á. Nhưng mà hôm nay một số đồ Phương Thí cần mua á, thì mấy chợ đó không có bán cho nên Phương Thí phải ghé chợ này nè. Đổi cái bụi cà salad này lại, thấy cái tụi bụi này nó tươi hơn cho nên Phương Thí đổi cái bụi salad lại ha. Rau cần. Rau cần này giống như là rau cần tây á các bạn. Ở đây chắc Phương Thí mua một bọc á, bọc này người ta bán cái lỗi ở trong không á. Về nhiều khi có xào đồ nấu canh thì Phương Thí lấy một cái nữa nha. Ở đây là nấm. Nấm này bữa nay có nấm trắng, nấm mỡ nha các bạn. Nấm trắng với lại nấm nâu. Để coi cái nấm nào tươi tươi thì mình sẽ lấy nấm đó ha. Nấm này bữa nay nhìn không có tươi hung ha. Không có tươi. Em bữa này được hơn nè. Rồi lấy hộp nấm nhỏ này nha các bạn.
Rồi mình sẽ lấy thêm một hộp rau này nữa nha các bạn. Rau này dạng như rau cải salad mà người ta mix lại với nhau, nhiều loại rau khác nhau á, ăn cũng tốt cho sức khỏe. Mình sẽ lấy thêm một hộp đó nữa, tại vì do mình thiếu rau á cho nên là Phương Thí sẽ bổ sung rau hơi nhiều, mua rau nhiều hơn chút. Ở bên đây là tàu hũ, chắc Phương Thí lấy một hộp đó các bạn, cái hộp tàu hũ ha. Tàu hũ này là tàu hũ trắng, người ta chưa có chiên, mình mua về rồi mình tự chiên đó các bạn. Một hộp như thế này là 2 đồng 53 sen. Rồi. Củ hành nhà cũng hết rồi cho nên Phương Thí sẽ lấy một bọc củ hành ha. Lấy đại bọc nào cũng được, củ hành này là củ hành thường chứ không phải là củ hành ngọt ha. Mình lấy một bọc với các bạn ơi. Với lại mấy trái cà chua, hôm bữa đó Phương Thí lướt trên mạng thấy người ta nấu bún cá mòi đó các bạn, thấy ngon quá à. Lướt trên mạng nó thấy mấy cô mấy chị nấu thấy ngon quá, chắc bữa nào Phương Thí nấu bún cá mòi các bạn. Thôi sẵn thì mình mua luôn, để bữa nào rảnh rảnh cái Phương Thí nấu bún cá mòi ăn ha. Hồi đó giờ Phương Thí chưa nấu, bữa nào lên trên mạng cái bắt đầu mình học á, mình học cách nấu rồi mình nấu cho cả nhà mình ăn. Coi dàn thịt bên đây bữa nay có mua được cái gì không. Ở đây thấy có bán chân gà ngon quá, chắc Phương Thí mua hai dĩ á các bạn ơi. Một dĩ có 3 đồng mấy chục xe này, chắc Phương Thí mua hai dĩ thấy ngon quá. Bữa nào về cái bắt đầu mình hấp hành, không coi hấp hành gừng á cũng thơm lắm. Rồi thì gỏi cuốn ở nhà mình á thì có tôm đất rồi các bạn, nhà mình có tôm rồi, tôm đất thì có rồi, nhưng mà thịt á thì hồi sáng đi Phương Thí vừa hỏi mình mua nguyên cái đùi á mình cắt ra cũng còn nữa, cho nên bữa nay mình sẽ không mua thịt ha. Thôi không cần gì bên đây, chắc Phương Thí đi ra. Mình lại cái dàn cá hồi thử, có cá hồi không. Phương Thí sẽ mua ở đây là con gà hen á các bạn, con gà hen giống như dạng do một loại gà nhỏ á, thì cái này về mình xào sơ ớt á, lâu lâu gia đình mình cũng có xào này hoài ngon lắm. Phương Thí sẽ mua luôn ha, không thấy để giá ở 9 đồng 48 sen cho hai con nha các bạn. Gà này thế thì ăn giống như nó chắc chắc thịt chứ nó cũng không có giống như là nó bở hung. Còn gà công nghiệp mình bán ở ngoài thì thường nó bở hơn, còn con gà này thì nó đỡ hơn chút xíu thôi các bạn. Mỗi lần giờ này là qua mạc có để con vịt ra bán nhưng mà năm nay không thấy ha. Phương Thí sẽ mua hai bọc con confit đó các bạn, cái thịt con confit á. Về nhầm khi mình có xào cơm rồi cho đành, bữa hổm mình mua mà hết rồi. Sẵn thấy thôi mua luôn. Một bịch như thế này là 7 đồng 96 sen ha. Phương Thí sẽ lấy hai cái. Nhầm khi mình nấu canh rồi ăn cũng ngon lắm các bạn. Ở đây người ta có bán tôm nữa này các bạn ơi, tôm này dạng như tôm còn cái đầu luôn ha. Một hộp như thế này là 9 đồng 97 sen. 2 pound là 900 gram. Thường Phương Thí đi chợ ít có thấy cái tôm ta bán còn đầu lắm, ta bỏ đầu không à. Mà cái loại tôm này tôm lớn đó, còn đầu luôn các bạn. Vậy như giống như nhìn giống như là con tôm sú vậy. Để lấy cái lạp xưởng, xúc xích chứ không phải lạp xưởng các bạn, xúc xích. Phương Thí sẽ lấy hai cái ha. Hai cái đi về nhìn khi mình có xào rồi mình ăn cũng được. Cái này thì cái này hơi cay. Lấy cái này đi, xúc xích này là xúc xích bò heo với con gà tây. Rồi lấy cái này xong rồi còn gì nữa ta. Mua bơ, nhà Phương Thí hết bơ rồi, mình mua thêm bơ. Mình sẽ mua thêm bơ ở đây thì phô mai người ta bán, đây là phô mai này các bạn. Nhưng mà đi lấy bơ trước đi, Phương Thí cần bơ trước ha. Butter. Phương Thí sẽ lấy một hộp nha, một hộp bơ. Rồi lấy một hộp bơ này là bơ này là bơ không bơ bơ thường á các bạn. Bơ lạc á chứ không phải là bơ mặn ha. 5 đồng 97 sen. Phương Thí lấy một hộp. Phô mai này không biết Phương Thí mua một bọc đi nhà mình sắp hình như hết phô mai thì phải.
Phương Thí mua cái loại phô mai này nè, các bạn biết gì không? Bạn về Phương Thí làm cái bánh á, nhằm khi cái bánh á mà cần cái mấy cái phô mai sợi này á, nhà mình thường lúc trước có mà. Hết rồi, chắc mua một cái này quá. Thì có thể chắc bao nhiêu đồ để mình mua đủ thôi các bạn ơi, chắc Phương Thí đi về quá. À, mình mua đồ bao nhiêu đây chắc đủ rồi, chắc Phương Thí ra tính tiền nha các bạn. À quên, nó lấy hộp cá mồi chứ. À, đi lấy hộp cá mồi các bạn ơi, tại vì muốn nấu mình muốn nấu cái gì đó, bún cá mồi thì phải có cá mồi chứ các bạn. Cá mồi bán ở đâu vậy ta? Hình như bên đây quá. Bên đây thì người ta bán giống như mì ly rồi các bạn, mì ly của Mỹ rồi, đồ hộp rồi nhiều lắm. Phương Thí vô đây đặng mình kiếm cá mồi ha. Đây. Đây là cá mồi bên đây nè các bạn. Có hai loại, lúc trước gia đình mình á thì ăn cái loại này ha, ăn cái loại này, nhưng mà bây giờ Phương Thí thấy có cái loại này. Có cái loại lon này á. Đó giờ mình chưa ăn thử, chắc cái này cái dạng như cắt khúc đó các bạn. Chắc loại cá mồi cắt khúc á, chắc Phương Thí lấy 2 3 hũ đi. À, 3 hũ cá mồi ha. Ba hũ cá mồi này, với ở nhà mình còn cái loại này nữa, còn một hũ à. Mình nghĩ chắc cái này nó cũng y chang nhau các bạn ơi. Nhưng mà cái lon có, nó có cái với lại lấy 2 cái này đi. Hai cái hũ nhỏ nhỏ này đi ha. Rồi. Rồi bao nhiêu đây thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ra tính tiền nha cả nhà. Nó vẫn lấy thêm ổ bánh mì. Tại thấy bánh mì cái Phương Thí muốn ăn thôi, lấy lại ổ đi các bạn. Coi cái chỗ bên đây trống không. Rồi chỗ bên đây trống, Phương Thí vô đây luôn. Rồi tính tiền ở đây luôn đi các bạn ơi. Để xem hôm nay Phương Thí đi chợ bao nhiêu tiền nha. Bữa nay mua rau thì nhiều, bữa nay mình mua nhiều rau lắm, tại chiều nay về tính ăn gỏi cuốn này, thịt luộc, có tôm luộc. Rồi mình cuốn rau mình ăn á các bạn, cho đỡ ngán. Tự nhiên bữa nay thèm ăn. À, thường ngày nghỉ các bạn thì Phương Thí sẽ đi chợ, mình sẽ mua thịt thì nhiều, còn rau thì mình mua mình ăn vừa đủ thôi các bạn. À, vừa đủ nhằm khi hết rau, chưa hết tuần nó mà hết rau rồi, cho nên là Phương Thí sẽ đi chợ. Chứ thường Phương Thí không có thích đi chợ sau giờ làm, đông dữ lắm. Đông thì cũng không có gì, mà nhằm khi mình vô mình đứng mình xếp hàng lâu ra các bạn, rồi đi làm nhằm bữa đi làm về mệt, nó trời lạnh nó rồi mình làm biếng. Hy vọng lần lát mình ra nó hết mưa. Hồi nãy Phương Thí vô cái nó mưa các bạn, nó mưa ướt cái kiến luôn. Hy vọng lát mình ra là nó sẽ không còn mưa nữa ha. Thời tiết đã lạnh rồi còn gặp mưa nữa. Rồi tính tiền nha các bạn, thì hôm nay mình đi chợ sẽ là 94 đồng 81 sen. Bữa nay mình đi chợ ít tiền các bạn ơi, bữa nay đi chợ có 90 mấy đô mà. Chắc có thể là hôm nay mình mua rau nhiều á, mà ít mua thịt á, tại vì thịt nhà còn cho nên Phương Thí mua giống như thịt gà đồ chút đỉnh mà, chứ không có mua nhiều. Rồi các bạn ơi, giờ đi tính tiền xong rồi, bây giờ Phương Thí sẽ đi ra nha. Nãy mình đậu cửa đằng kia, tại hồi nãy bên đây là không có còn chỗ để đậu nữa, cho nên là mình phải đi vòng ngược lại bên kia.
Hết mưa rồi các bạn ơi. Ô cũng còn mưa, lâm râm lâm râm. Còn mưa lâm râm, tưởng là hết nhưng mà vẫn còn mưa lâm râm nha các bạn. Cái cửa vô thì tuốt bên kia, nhưng mà đã vô không ngay cái cửa đó các bạn, muốn đi vô ngay cái cửa luôn. Nhưng mà không có, nhưng mà các bạn biết không, không có cái chỗ đậu xe cho nên đó là Phương Thí đậu tuốt bên này nè. Mình thường đậu xe đó Phương Thí sẽ kiếm đi cái chỗ mấy cái cây cột của các bạn có cái bóng đèn á, để người ta đốt sáng thì mình ra xe nó đỡ sợ hơn. Còn nhầm khi mình đậu mà mình không đậu ngay cái cây cột của các bạn, mấy cái chỗ mà không có xe đó, cho nên là nó sợ lắm, nó tối thui rồi nhìn mình sợ. Còn chỗ này có mấy cái đèn nè, nó sáng sáng là đỡ sợ hơn. Rồi tranh thủ bỏ đồ lên xe các bạn ơi, mưa ướt lạnh quá. Chắc vô đây đi, nhanh nhanh về lát nhờ anh xã mình với chị đành rồi ra Vinh vô tiếp. Rồi cô chú anh chị và các bạn chờ Phương Thí tí xíu nha, mình lái xe về nhà xong cái mình sẽ nấu bữa cơm chiều nha cả nhà. Rồi các bạn, thì Phương Thí tắm rửa xong xuôi hết ha, bây giờ Phương Thí sẽ dọn đồ ra để bắt đầu mình luộc thịt để làm gỏi cuốn nha cả nhà. Hồi nãy anh xã mình về sớm á, cho nên là ảnh xả tôm đông đá rồi các bạn, với thịt hồi sáng Phương Thí đi á là mình đã xả đông đá rồi, nhưng mà nó vẫn còn đông đá chứ giữa cục thịt cũng hơi bự á, cho nên là ảnh ngâm thịt cho Phương Thí rồi nè, để mình dọn hết trơn cái phần rau ra hết ha. Rồi cái phần là mình xài mình để lại, còn không á mình bỏ tủ lạnh. Lát mình sẽ đi luộc thịt nha, để dọn như vậy. Cái này xong hết đi rồi Phương Thí sẽ đi luộc thịt. Bữa nay làm đồ ăn cũng rất nhanh các bạn, tại vì chỉ luộc thịt với luộc tôm không à. Rồi mình rửa rau, làm nước mắm. Mấy cái đồ này giống như là thịt gà, giò gà, rồi mấy cái con tôm hùm đất rồi đó Phương Thí mua mà mình chưa ăn liền bây giờ các bạn, thì Phương Thí sẽ để đông đá lại nha. Để hết đồ ra ngoài này luôn rồi mình mới biết đường mình dẹp. Rồi thì bây giờ sẽ dẹp mấy cái hũ này vô trong cái tủ kho của mình nha. Phương Thí có thời gian cái mình chắc mình nấu một nồi bún cá mồi nha các bạn. Thấy các bạn trên mạng ăn thấy thèm quá. Rồi dẹp này tủ đông. Rồi các bạn, cái phần rau á mà đến lát mà mình ăn kèm vô chung với cái món gỏi cuốn á thì Phương Thí để riêng đây, lát mình rửa sau ha. Rồi bây giờ Phương Thí á, thấy anh xã mình ngâm cho Phương Thí ở đây là một thau tôm luôn. Tôm này là tôm đất nha các bạn, con bự bự không à. Nè, con bự bự không luôn á. Thì ngâm ở đây đi. Và bên đây thì Phương Thí cũng thấy anh xã mình nó ngâm cho mình đó, cái này là hai cục thịt nha các bạn. Thì hồi sáng mình đi là mình đã xá đá cái thịt này ra rồi, nhưng mà là do là cái cục thịt của mình hơi bự á các bạn. Là do cái cục thịt của mình hơi bự nên xá đá, nhưng mà nó vẫn còn đông chính giữa ha. Bây giờ Phương Thí sẽ bắt đầu vô rửa. Rồi trong thời gian mình rửa đó, Phương Thí sẽ tắt một cái nồi nước phía bên kia để mình chuẩn bị mình luộc thịt nha cả nhà. Rồi bắt cái nồi nước bên đây trước ha. Rồi thịt trước khi rửa chắc Phương Thí cắt ra các bạn ơi, mình cắt ra một cái miếng nhỏ nhỏ đi. Đây là cái phần thịt đùi nha các bạn. Mình mua đó thì người ta bán nguyên một cái đùi bự giống như thế này nè, có cái cục xương chính giữa nữa. Rồi về cái Phương Thí mình cắt cho mình chia cục nhỏ nhỏ như nè, mỗi một lần mình ăn mình cắt cho nó dễ. Thì bây giờ Phương Thí sẽ xắt cái cục thịt mình cho vừa ăn. Mình để vô đó, bắt đầu mình rửa nước muối nha các bạn. Cắt làm hai đi, luộc cho nó nhanh chín nữa. Rồi khui hũ muối mới, hết muối rồi. Mình rửa đồ thường mình bỏ muối nhiều lắm. Rồi Phương Thí sẽ cho vô đây một tí xíu muối ha. Rồi bắt đầu mình xả nước cho, bắt đầu mình nhồi thịt nha các bạn. Mình rửa thịt cho thiệt là sạch với nước muối trước.
thì hồi nãy về chắc có thể là nó còn hơi lạnh á anh xã mình, xã đá nãy giờ Phương Thí đi chợ cũng có tiếng ngộ các bạn. Mình đi chợ xong rồi mình ra mình tính tiền rồi về tới nhà cái vòng vòng cũng có tiếng á, thì cục thịt của mình hiện giờ mình gờ vô là nó không có còn đông đá chính giữa nữa, có nghĩa là mình luộc nó sẽ rất là nhanh chín, nó không có bị sượng cục thịt của mình. Rồi các bạn, đây là cái phần thịt Phương Thí vừa rửa xong ha, rửa cho thiệt sạch rồi mình để đây chút xíu nó đi chờ cái nước của mình hơi sôi hơn chút xíu nữa. Thì trong thời gian chờ á thì Phương Thí sẽ đi lột cái củ hành này nha các bạn. Củ hành tây á mình lột rồi mình rửa sạch để vô trong cái nồi nước luộc thịt của mình, nó cho cái cục thịt của mình nó thơm hơn các bạn. À chắc đang luộc thịt chắc Phương Thí bắt một nồi nước cái bên luôn, đặng mình luộc bún luôn các bạn ơi. Rồi sau khi rửa sạch đó thì Phương Thí sẽ cắt ra đây giống như mình khứa làm tư ra mà đừng cho nó đứt đó các bạn. Bây giờ Phương Thí sẽ đem củ hành này bỏ vô trong nồi nước, với lại Phương Thí sẽ bỏ thịt cho mình luộc nha. Rồi thì để bên đó luộc đi, Phương Thí sẽ đi rửa cái thau nha, sau đó mình sẽ rửa cái phần tôm. Tôm thì Phương Thí sẽ luộc sau nha cả nhà. Rồi, để trước khi mà mình rửa tôm á thì Phương Thí sẽ bắt thêm một nồi nước lên cho các bạn. Nồi nước này thì Phương Thí sẽ để mình luộc bún á. Rồi, thì mình sẽ đeo bao tay vô để mình chuẩn bị mình rửa tôm nha các bạn. Phương Thí rửa tôm xong đó mình để bên đó cho gáo á. Thì trong cái thời gian mà mình chờ tôm gáo đó, mình luộc tôm á thì Phương Thí tôm rất là nhanh chín, cho nên mình sẽ luộc rất là nhanh. Thì mình đợi khi nào thịt mình gần chín á thì Phương Thí mới để tôm vô luộc nha cả nhà. Rồi đây là cái phần tôm mà Phương Thí vừa rửa sạch nha các bạn. Tôm này á thì Phương Thí thấy có tôm đất nè, cái này là tôm đất nè, còn có mấy con tôm này như tôm thẻ hay tôm bạc gì á các bạn, với lại mấy con sú nữa nó bị lộn vô trong đây nè. Thì để đây cho gáo nha, thì đợi bên kia nước sôi á thì Phương Thí luộc thịt, sau đó mình sẽ đi luộc tôm, nhưng mà luộc tôm sau khi thử luộc thịt nha các bạn. Rồi trong thời gian luộc thịt đó, Phương Thí sẽ cho vô đó một tí xíu bột ngọt với một tí xíu muối cho cái thịt với cái tôm của mình đó, nó đậm đà thêm chút xíu ha. Rồi sau đó thì Phương Thí sẽ đi rửa gao làm nước mắm ha các bạn. Rồi các bạn, thì ở đây Phương Thí đã chuẩn bị sẵn tỏi với lại ớt ở đây để mình làm nước mắm nha. Nhưng mà Phương Thí thấy cái nồi bên đó cái bún của mình được rồi, cho nên là Phương Thí sẽ tắt lò và mình sẽ đổ cái nước bún này ra rửa lại nha các bạn. Và đây là cái phần rau cải hồi nãy giờ Phương Thí rửa đó các bạn. Thì để đây nãy giờ cũng lâu rồi, cho nó gáo nước ha, rồi Phương Thí mới sắc dưa leo ra. Rồi trong thời gian đó thì bây giờ Phương Thí sẽ đi làm nước mắm nha. Nhà mình ăn gỏi cuốn sẽ có hai loại nước mắm. Một loại là nước mắm chua ngọt, với một loại là nước mắm mắm nêm các bạn. Thì mình sẽ làm hai loại luôn. Ai ăn cái gì thì ăn cái đó, ai chay đành thường nó sẽ ăn nước mắm chua ngọt. Còn anh xã mình thì lại thích ăn nước mắm nêm. Mắm nêm ha, còn Phương Thí thì có khi mình ăn mắm nêm, có khi mình ăn chua ngọt, mình ăn cái nào mình ăn cũng được hết. Bây giờ mình sẽ bầm tỏi ra trước, tỏi với ớt ha. Mùa hè đó, ăn gỏi cuốn á các bạn thì rau nhiều lắm, đủ loại rau luôn, mấy cái rau ăn kèm giống như là húng lủi, húng cây, hẹ đồ, nhiều lắm. Còn mùa đông thì đi chợ chỉ mua được húng lủi thôi các bạn. Cho nên là hôm nay mình ăn gỏi cuốn mà thiếu tù lưu món luôn. Cái tôm mình luộc rất là nhanh chín, cho nên Phương Thí luộc thịt thêm tí xíu nữa, khoảng 5 phút nữa đi, thì bắt đầu Phương Thí sẽ luộc tôm, bỏ tôm vô luộc nha cả nhà. Bầm cái này rất là lâu. Chắc Phương Thí bỏ vô cối xay cho nhanh các bạn ơi. Tính bầm ra rồi mà thấy bầm lâu quá mà nó chưa được mịn nữa. Nước mắm thì mình phải bầm tỏi ớt nó mịn nó mới ngon các bạn, cho nên là Phương Thí sẽ bỏ vô cối mình xay nha. Sau đó mình sẽ để máy vô bấm, chưa đầy một phút là nó nát. Rồi xong. Rồi bên đây là sẽ làm cái nước mắm chua ngọt trước nha. Thì Phương Thí sẽ cho vô đây là nước mắm. Mình sẽ làm hơi nhiều chút xíu nha các bạn. Tại vì
mình làm á, rồi ngày mai Phương Thí đem ra tiệm ăn nữa, cho nên là mình sẽ làm hơi nhiều một tí xíu. Rồi nước mắm xong thì đường. Nước mắm đường ha. Rồi Phương Thí sẽ quậy qua cho tớ tan. Ở đây á, mình sử dụng ở đây là hai trái chanh lớn nha, mình nặn chanh vô các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ quậy cho cái đường nè. Nó thiệt là tan ra hết rồi, Phương Thí mới bỏ cái tỏi ớt nữa là xong cái nước chấm chua ngọt nha các bạn. Ồ, cho vô đây tí xíu nước nữa. Rồi, mình cho vô đây tí xíu nước. Sau đó Phương Thí sẽ nấu sôi cái phần nước này lại nha. Mình bấm cái nút lên, mình nấu cái nước cho nó sôi các bạn. Để một lát mình làm cái mắm nêm á, thì Phương Thí sẽ sử dụng nước sôi ha các bạn. Đó, thì Phương Thí thấy đường của mình tan rồi ha. Thì Phương Thí sẽ cho vô đây là tỏi ớt hồi nãy mình mới xay xong rồi các bạn. Phương Thí cho vô đây một muỗng nha. Mình gửi luôn đi cho phần nữa. Còn phần nữa thì Phương Thí sẽ bỏ vô trong cái mắm nêm của mình. Rồi, vậy là Phương Thí đã có chén nước, một tô nước chấm chua ngọt. Cái này là chai đành của mình thích nè. À, con của mình á, chai đành ăn cay được các bạn, cho nên Phương Thí bỏ ớt hơi khá khá, tại cái này hơi cay cay á, nó sẽ rất là ngon ha. Rồi bây giờ Phương Thí sẽ tiếp đến là làm cái nước mắm của nước mắm nêm ha. Thì giờ Phương Thí mua được chai nước mắm nêm này ở chợ Việt Nam á các bạn. Nó có cái nó lóng á các bạn, cho nên cái phần ở trên á nó rất là đặc. Nãy Phương Thí mình lắc nó lên nãy giờ á. Rồi. Mắm nêm thì Phương Thí sẽ cho vô đây là tí xíu bột ngọt. Tại cái phần mắm nêm của mình đó các bạn, nó rất là mặn. Nó mặn sẵn ha, nó rất là mặn, cho nên mình sẽ không nêm nước mắm hay là muối gì hết. Mà mình sẽ cho vô đây là đường với lại một tí xíu bột ngọt đi các bạn, cho nó cân bằng cái vị lại á. Rồi. Sau đó Phương Thí sẽ cho vô đây là chanh. Cho vô đây là hai trái chanh luôn nha các bạn. Nặn chanh vô. Rồi một hồi Phương Thí cho nước á, thì mình sẽ cho nước sôi. Mình cho nước sôi vô. Trời, nhìn cái tô nước mắm chua ngọt của mình đó các bạn. Nhìn là thấy thèm ăn liền. Cái này ăn gỏi cuốn. Hoặc là có khi mình luộc thịt không á các bạn, mình chấm không với rau cải cuốn ăn cũng ngon nữa. Rồi, mình cho vô đây là tổng cộng 2 chiếc chanh ha. Xong á thì Phương Thí sẽ đánh lên. Rồi, sau khi thấy đường nó hơi tan á thì Phương Thí sẽ cho nước vô đây nha cả nhà. Đây là nước nóng nè, Phương Thí mới nấu cho nó sôi lên lại nè. Cho một tí xíu thôi chứ không cho nhiều ha. Rồi, sau khi mà quậy đều lên rồi á, thì Phương Thí sẽ cho hết cái phần tỏi với lại ớt hồi nãy á mình xay á các bạn. Còn nhiều Phương Thí cho hết vô luôn. Rồi, vậy là Phương Thí đã có một cái tô nước chấm là mắm nêm nè, với một tô là nước mắm tỏi ớt. Bây giờ mình đã xong cái phần nước mắm nè. Rau cải thì Phương Thí cũng rửa cho nó gáo hồi nãy giờ các bạn. Thì bây giờ Phương Thí sẽ bỏ tôm vô luộc nha. Rồi, cho hết phần tôm vô luôn. Rồi, để bên đó luộc đi. Thì bây giờ Phương Thí sẽ đi rửa hết cái phần này nha. Sau đó mình cắt cải ra nè.
rồi vớt tôm để nguội, anh xã mình sẽ lọc tôm giùm mình, còn Phương Thúy sẽ sắp thịt, sau đó mình sẽ dọn bàn lên lên bàn là bắt đầu ăn tối cho các bạn. Bữa nay làm đồ ăn rất là nhanh luôn. Rồi bây giờ mình sẽ sắc dưa leo qua nha cả nhà. Phương Thúy sẽ để thêm đồ chua nữa. Tại một hồi nếu mà làm biến gói thì mình ăn chung giống như là thịt luộc, rồi đồ chua, rau cải sống cũng được. Rồi thường cô chú anh chị và các bạn nhà ăn gỏi cuốn ăn sao? Còn nhà Phương Thúy á, thì mình sẽ dọn ra mâm luôn. Rồi ai ăn á, thì người đó tự cuốn các bạn, chứ mình không có cuốn sẵn. Tại vì vừa cuốn vừa ăn á, Phương Thúy cảm thấy nó sẽ ngon hơn là mình cuốn xong hết rồi mới ăn. Rồi bây giờ Phương Thúy xắt cái dưa leo qua đây ha. Xong cái Phương Thúy gấp thêm cái phần đầu chua để về phía này nữa. Rồi các bạn, đây là cái phần đầu chua ha, với dưa leo mình đã chuẩn bị xong rồi. Còn rau Phương Thúy sẽ chắc làm hai dĩa để hai đầu, một bên á, bên này với bên kia để mình gói ăn cho nó tiện đó các bạn. Rồi đây là hai cái dĩa rau Phương Thúy đã chắc sẵn luôn rồi ha. Bây giờ mình sẽ đem ra bàn luôn ha. Rồi cả nhà, đây là cái phần thịt mới luộc lấy ra xong còn nóng hổi bốc khói luôn nè. Phương Thúy sẽ để nguội hơn tí xíu nên mình mới cắt được ha. Với lại cái phần tôm của mình Phương Thúy cũng mới lấy ra luôn, nó rất là nóng luôn. Bây giờ mình sẽ chờ cho nó nguội tí xíu nữa thì anh xã mình sẽ tiếp mình luộc cái tôm, lột cái tôm. Còn Phương Thúy sẽ đi xắt thịt, sau đó mình sẽ dọn ra bàn này chuẩn bị ăn cơm tối nay với gia đình mình nha cả nhà. Cùng ăn món gỏi cuốn rất là nhanh luôn. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ thịt Phương Thúy cũng đã sắp xong rồi. Tôm á, Phương Thúy với anh xã mình tính để ảnh lọc tôm giùm, mà tôm hơi lâu quá các bạn, cho nên á là Phương Thúy ảnh lọc nãy giờ biết bao lâu mới xong rồi tôm. Rồi dọn ra bàn hết rồi ha. Phương Thúy có làm đây nè, cái tô nước mắm nêm nãy mình làm nè ha. Còn đây á là cái tô nước mắm chua ngọt này là cho Đà Nẵng này nè. Cái dĩa con mình, dĩa Phương Thúy đây. Rồi mình sẽ ăn chung với cái này á là cái bánh tráng gạo lứt nha cả nhà. Hai dĩa rau hai bên luôn. Rồi thì bây giờ đã dọn cơm xong rồi, Phương Thúy mời cả nhà mình cùng ăn cơm tối với gia đình của Phương Thúy nha. Con muốn nước mắm con gây chưa? Dạ. Con chào ông bà cô chú đi. Xin chào ông bà cô chú. Mời ông bà cô chú ăn cơm tối. Mời ông bà cô chú con ăn cái cơm tối. Ăn gói cuốn với cơm tối vậy? Mẹ mới nói ăn cơm tối mà. Mẹ nói vậy mẹ coi thử tiếng Việt của con có tốt không vậy mà. Con rửa tay rồi phải không? Ừ. Con gói, mẹ gói mỗi lần mẹ con mẹ gói là con nhớ không? Yeah. Rồi lấy cái dao trước, con lấy cái dao bên đó cho tiện tay con. Con ăn dao gì đó thì con để lên. Rửa tay sạch rồi thì ăn cái này là mình phải bóc tay nha cả nhà. Quá trời cái cuốn này kìa. Có không? Có, quá trời cái cuốn rồi. Rồi còn phải cuốn, còn phải press nó down, con put the pressure lên, con phải đè nó xuống như này nó mới cứng. Quá trời cái cuốn luôn. Mà ăn vậy nó mới đã. Ngon. Ngon không? Yeah. Ăn này có bà ngoại khỏe, bà ngoại quấn thẳng ăn không phải không? Ăn với mẹ là phải tự quấn. Hồi chiều còn có một lọn ngò lý mọc luôn, một lọn mọc duy nhất. Cái bánh tráng gạo lứt này ngon lắm nha cả nhà. Nó dai mà nó dẻo chứ nó không có bị dễ gắt. Ngon lắm. Quá bự. Quá bự. Rất nhìn như ngoài. Mẹ hơi no rồi đó. Cuối cuốn thứ ba là thấy hơi no rồi đó.
Rồi cả nhà hồi chiều giờ mình đi chợ ha, xong mình về nấu ăn. Luộc thịt, luộc tôm thì nhanh lắm. Có cái lọc tôm thì hơi lâu, tại mình luộc cũng hơi nhiều tôm á các bạn. Thì cái bữa tối đơn giản nhưng mà nhanh gọn, rất là ngon của gia đình Phương Thí. Có thể đến đây Phương Thí sẽ xin dừng video ở đây nha. Cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của mình. Chúc cả nhà mình sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ, bình an và nhiều hạnh phúc nha. Bây giờ cho Phương Thí xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn mình ở các video kế tiếp. Bye bye.